Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thành Viên Hải Dương, chuyên ghép và các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát và sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh như khu đài công suất, loa máy, âm ly, mic, vang số, vang cơ, vân vân. Hôm nay buổi sáng thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018, Thành Nguyễn rất vui mừng được kết một đôi loa có tên là DK H10. Thì đây là một dòng loa sử dụng bass 25 gân lụa tầm dầu và tép leo. Thì dòng loa này là một dòng loa có thể nói gọi là dòng loa quý tộc, có nguồn gốc xuất xứ từ Anh Quốc và do trực tiếp Anh Quốc sản xuất. Dòng loa bãi nó thể hiện rất chi tiết giữa thùng loa, phân tần loa và dây loa, xếp loa. Thì dòng này sử dụng một bass 25 từ nó khoảng 10, chính xác là 16 họng lớn và chép leo. Thì các bác biết rồi, tất cả dòng loa mà sử dụng từ leo, nó leo không to nhưng có khả năng truyền tải các sản phẩm equalizer một cách chi tiết, xuất sắc, sạch sẽ, trong sáng và uy lực. Thì đó là những gì loa DK H10 đã làm được. Và loa DK H10 bass 25 chép leo này anh Nguyễn đã cung cấp thị trường rất nhiều và có rất nhiều các bác đã ủng hộ và tin tưởng, đánh giá tương đối tốt và hay. Với số tiền không nhiều nhưng thực sự chất âm của nó làm cho mọi người phải ngỡ ngàng, làm cho mọi người phải ngước nhìn, làm cho triệu trái tim phải tan nát khi được nghe một bản nhạc không lời, một bản nhạc bolero hoặc một bản nhạc trữ tình. Thì đây là phía trước của loa DK H10, là loa bãi đẹp không tì vết từ màu loa, từ biểu tượng DK. Dòng này là một dòng loa có thể nói là đại diện cho dòng loa quý tộc hiện nay trên thị trường Việt Nam. Thì đây chính là dòng loa DK. Phía sau là hỗ trợ hai jack lưu trích đầu vào, một biểu tượng DDK và nó chơi ở rất nhiều các chế độ khác nhau. Độ 300W đánh ở chế độ Continuous và chế độ 600W đánh nhỏ Program và chế độ 1200 đánh nhỏ Big. Độ trở 8 ohm đây là mã vạch và có một công tắc gạt đánh bát thép mã vạch. Rất là đẹp, một biểu tượng CN ngược hỗ trợ tay cắm đẹp không tì vết quá nhá. Đây là bên sau. Thì đương nhiên các bác thấy như là những loa bãi thường là có một những cái lỗ vít này, lỗ vít này. Thì đây những cái loa mà đã được tháo trực tiếp ở phòng hát chuyên nghiệp và phòng hát đẳng cấp ở bên Trung Quốc nhá, ở bên Trung Quốc đấy. Thì các bác cũng để thông cảm anh như một chút, bởi vì đây là những loa bãi, nhưng mà anh cứ khẳng định thùng nó cực kỳ chắc chắn, thùng gỗ ép 7 lớp và sơn nó là sơn chống nước, cho nên là bác để ngoài trời nước không ngấm vào. Dòng loa này xếp leo và phân tần của nó thì có lẽ nó là ngỡ ngàng luôn, rất to, sử dụng nhiều tụ, nhiều trở và nhiều quận cảm để lọc âm, phân luồng âm. Tất cả những quận cảm đều có chữ Made in England, rất đẹp và sắc nét. Thì giờ đây dòng loa mà anh Nguyễn đã cung cấp rất nhiều thị trường, các bác đã đánh giá rất tốt. Đôi loa này anh Nguyễn sẽ test thật kỹ cho bác Nguyễn Văn Hiệp, có địa chỉ là thôn Quý Chi, bản Lam Tiến, phường Bom Phật, thị xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, bác loa DK DH10. Thì dòng loa này anh Nguyễn để dòng loa quý tộc cho những người có đôi tai vàng và đôi tai dính để nghe rất là hay. Và đôi loa này các bác để hát karaoke ok thoải mái giải thích. Nó là dòng gân lụa tầm dầu cho nên tiếng trống rất mạnh, lực và tròn quặn. Bây giờ em sẽ mở một bản nhạc bolero.
chàng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng năm say. Tôi nghe rõ du cây trên kêu trên ngàn mây, hồn miên man cánh quay chìm giữa cung năm xưa. Anh đi từng đêm vang võ vùng ngoại ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thưa người thì xin cho non son. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm cô đơn. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang tiến sử xanh. Chạy lòng thấy hoài khi xưa mình ở đây bởi tình yêu với đây. Khắm hoa làm dẫu thương nơi xóm mình còn thiếu, mà sao quá âm thầm. Sương rơi mê mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đến kia vắng vẻ càng thấy thương. Và hành viên đã kết sắp đôi loa TK Cát 10 rất tuyệt vời quá nhá.